Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định bóng đá Hàn Quốc với UAE 18 giờ ngày 11 tháng 11 vòng loại World Cup 2022. Nhận định Hàn Quốc với UAE rằng sự chênh lệch về sức mạnh của hai đội bóng này là khá lớn khi đội chủ nhà đang là một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Á thời điểm hiện tại. Trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Gốc bóng đá 24 giờ. Soi kèo và nhận định Hàn Quốc với UAE. Tuyển Hàn Quốc vẫn luôn tỏ ra vượt trội so với các đội bóng cùng khu vực. Do đó không quá bất ngờ khi họ là một trong hai đội bóng đang dẫn đầu bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á năm nay. Dù vậy, các đội bóng tham gia năm nay cũng đang chơi rất tốt, do đó Hàn Quốc sẽ cần thi đấu cẩn trọng hơn nhiều để duy trì thành tích ở sân chơi này. Hàn Quốc với những sự đầu tư hợp lý trong những năm gần đây đã giúp cho đội tuyển bóng đá quốc gia của họ trở thành một cường quốc bóng đá trong khu vực. Tại khuôn khổ vòng loại của cúp châu Á lần này thì họ đang xếp thứ hai tại bảng A với 8 điểm có được 4 vòng đấu đã qua và kém 2 điểm so với đội đầu bảng là Iran. Trong 5 trận đấu gần nhất, Hàn Quốc đang có được chuỗi trận bất bại ấn tượng với 3 trận thắng và 2 trận hòa, ghi được tổng cộng 6 bàn thắng. Với sự góp mặt của ngôi sao Son Heung-min đang có phong độ rất cao trong trận đấu sắp tới thì hứa hẹn họ sẽ có được một thắng lợi dễ dàng trước UAE. Tuyển Hàn Quốc sẽ có trận cầu tiếp đón tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại vòng đấu tới. Với việc đối thủ có lối chơi tấn công mạnh mẽ, chắc chắn Hàn Quốc sẽ chơi cẩn trọng và không ngần ngại tấn công UAE ngay trong hiệp một trận đấu. Về phía UAE, kể từ sau trận thắng 3-2 trước đội tuyển Việt Nam từ tháng 6 thì họ đã trải qua 4 trận liên tiếp chưa biết đến chiến thắng là gì với chuỗi trận hòa và thua liên tiếp. Điều này vốn không quá khó hiểu khi UAE không phải là một đội bóng quá mạnh trong khu vực châu Á. Do đó mà vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng hiện nay đã được xem là một thành công đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sắp tới thì họ còn phải đụng độ với một trong những đối thủ kỳ rơ của họ là Hàn Quốc, người đã có 5 chiến thắng liên tiếp trước UAE trong 5 lần đối đầu gần nhất. Làm cách tới sân của Hàn Quốc trong trận cầu tới đây, UAE chưa thể so sánh được bằng với đối thủ cả về thực lực lẫn phong độ. Dù vậy, với cách mà họ cầm hòa các đối thủ mạnh vừa qua, UAE hứa hẹn sẽ gây ra không ít khó khăn cho đội chủ nhà. Lịch sử đối đầu: Hàn Quốc thắng 3 và hòa 2 sau 5 trận gần nhất. UAE thắng 1, hòa 3 và thua 1 trong 5 trận mới đây. Hàn Quốc toàn thắng trong cả 5 lần đối đầu với UAE. Soi kèo và nhận định Hàn Quốc với UAE. Với sức mạnh hoàn toàn vượt trội cùng với lợi thế sân nhà, Hàn Quốc rõ ràng là đội được đánh giá cao hơn rất nhiều với mức chấp lên đến 1-2 năm trái. Cùng với thành tích đối đầu quá áp đảo, đội tuyển xứ sở Kim Chi được giới chuyên môn đánh giá rất cao là sẽ dễ dàng có được một chiến thắng trong trận đấu sắp tới. Mức cực tài xỉu sẽ là 2,5 trái cho cuộc chạm trán trên sân Guiyang Stadium. Tỷ lệ kèo chấp Hàn Quốc với UAE: kèo chấp trận Hàn Quốc với UAE cả trận 0.87, 0.89. Kèo chấp trận Hàn Quốc với UAE hiệp 1 0.68025, -0.92. Soi kèo tài xỉu Hàn Quốc với UAE: kèo tài xỉu trận Hàn Quốc với UAE cả trận 0.79, 0.97. Kèo tài xỉu trận Hàn Quốc với UAE hiệp 1 0.68, 0.75, -0.92. Xét về đẳng cấp, thực lực lẫn phong độ hiện tại, rõ ràng Hàn Quốc vẫn đang tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với tuyển UAE. Dù vậy, cả hai sẽ chơi cẩn trọng để chắc chiêu điểm số, do đó có thể sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi. Tuyển Hàn Quốc có được 3 trận thắng cùng 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường. Hiệu suất ghi bàn thắng tương ứng là 1-2 bàn trận. Trong khi đó, UAE có thành tích 1 chiến thắng, 3 trận hòa cùng 1 trận thua cũng trong 5 trận cầu ra sân gần đây. Hiệu suất ghi bàn tương ứng là 1 bàn trận. Đội hình dự kiến: Hàn Quốc: Seung Gi-woo, Hong Jun, Min Jae, Hun Kwon, Yang Kun, Tae Hee, Woo Yang, Jae-sung, Hwang Woo-yo, Moon Hwang, Son Hye-eung Min. UAE: Heung-mi, Abbas, Sahin, Mahmoud, Lima, Correa, Mekuk, An Adebi, Sang-min, Ramadan, Hamadi. Dự đoán kết quả: kèo châu Á: Hàn Quốc chấp 1-2-5 trái, chọn Hàn Quốc. Kèo tài xỉu: 2-7-5 trái, chọn tài. Dự đoán kết quả Hàn Quốc với UAE: dự đoán kết quả chung cuộc 2-0 nghiêng về Hàn Quốc. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Đừng quên ủng hộ, đồng hành bằng cách thích, like, chia sẻ, share, đăng ký kênh, subscribe, xem và theo dõi để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.